Ok, như vậy là mình đã lắp cái đầu voi phun sương này với cây lan, với hoa. Mình đã nối thêm một đoạn ống như thế này. Lát nữa mình sẽ lắp ống kia vào và mình sẽ test thử cho bạn xem. Và đây chính là cái voi tưới đa năng. Và đây chính là cái voi tưới đa năng để chúng ta tưới hoa, cây, và chúng ta cũng có thể thậm chí chúng ta cũng có thể là rửa xe. Nhưng mà mình đã đặt mua hai cái voi tưới đa năng để chúng ta tưới hoa, rửa xe và làm tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn. Rồi ok, thì đây là những sản phẩm mà mình vừa khui xong. Mình đã khui xong, bây giờ mình sẽ review qua cho bạn xem. Đấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ test thử. Đầu tiên mình sẽ test tưới hoa và tiếp theo mình sẽ test rửa xe cho bạn xem. Ok, như vậy là mình đã lắp cái đầu voi phun sương này với cây lan, với hoa. Mình đã nối thêm một đoạn ống như thế. Bắt đầu mình sẽ lắp ống kia vào và mình sẽ test thử cho bạn xem. Rồi ok, chúng ta cũng test thử các chức năng mà có sẵn trên cái voi này.